Xin chào, chào mừng bạn đã đến với kênh Tarot Xuân Thúy. Và ngày hôm nay mình có mặt tại đây để thực hiện trải bài với câu hỏi: lần đầu gặp mặt, họ nghĩ bạn là người như thế nào? Như bạn đang nhìn trên màn hình, chúng ta có 3 lá bài tương ứng với 3 tụ, lần lượt từ trái qua phải như sau: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Bạn hãy lựa chọn một lá bài mà mình ưng ý nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mình xin nhắc lại thứ tự: tụ 1, tụ 2, tụ 3. Sau khi bạn đã lựa chọn xong, chúng ta sẽ bắt đầu giải bài của từng tụ nhé. Đây, lá bài tượng trưng cho bạn ở tụ bài số 1. Với trải bài lần này, mình sẽ sử dụng hai bộ bài để thực hiện. Một bộ bài tượng trưng cho nội tâm, một bộ bài tượng trưng cho vẻ bề ngoài. Để xem thử, khi lần đầu gặp mặt, họ nghĩ bạn là người như thế nào? Kết nối năng lượng với các bạn tụ bài số 1. Đây là thế giới nội tâm của bạn. Còn vẻ bề ngoài bạn là người như thế nào? Với bạn, người đã lựa chọn tụ bài số 1, bạn rất dễ khiến cho những người nhỏ tuổi hơn bạn thu hút. Phải nói như thế nào ta? Không phải là bạn bị thu hút bởi người ta, mà là người ta bị thu hút bởi bạn. Kể cả bạn là nam hay nữ, thì những người nhỏ tuổi hơn bạn đều thấy bạn rất hấp dẫn. Đó là về... người ta gọi là gì? Cảm nắng. Còn bây giờ nha, khi mà lần đầu gặp mặt, họ nghĩ gì về bạn? Nếu mà những người gặp bạn lần đầu thì chỉ có là người lạ hoặc là người ngoài, vậy thì những người đó họ sẽ nghĩ gì về cái giao diện bên ngoài của bạn nha? Bạn là một con người không thích nói nhiều, phải gọi là kiệm lời. Khi gặp người lạ, bạn không thích thể hiện lời nói, thể hiện những suy nghĩ của mình ra bên ngoài. Bạn là một con người kín tiếng và không thích biểu lộ cảm xúc của mình với người lạ. Chưa kể, về thế giới nội tâm, bạn là người thích có không gian riêng, thích để cho bản thân mình đắm chìm vào một cái không gian cá nhân, không có một ai cả, để mà bạn có thể thỏa chí, hiểu bản thân mình hơn, hiểu về thế giới nội tâm của mình hơn, biết được bản thân mình đang muốn gì và cần cái gì. Bạn đâu cần phải có một ai đó đến sau đó hỏi bạn: ôi, bạn muốn gì? Bạn đang buồn vì chuyện gì? Bạn muốn tôi chia sẻ điều gì hay không? Bạn muốn giải tỏa cái niềm gì hay không? Bạn đâu có cần. Bởi vì sao? Bởi vì đơn giản thôi, bạn biết cách tự tạo niềm vui cho chính bản thân mình. Đây, thể hiện ngay cái lá này. Cho dù bạn đang bao nhiêu tuổi, tâm hồn bạn cũng rất trẻ. Và mình dám chắc với những người ở tụ bài số 1, sau này khi về già, bạn rất đẹp. Bạn đẹp kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Người ta nhìn vào cái dung nhan của bạn, họ còn chẳng biết được bạn bao nhiêu tuổi đâu. Ví dụ như là bạn ngoài 70 đi, thì họ nhìn cái dung nhan của bạn, họ chỉ đoán bạn đâu đó ngoài 50 là hết đát. Bởi vì sao? Bởi vì tâm hồn trẻ mới có thể khiến cho bên ngoài chúng ta trẻ. Cho dù chúng ta lớn đến đầu tuổi 30, 40, cơ thể mình bị lão hóa, thì qua cái độ tuổi đó xong ha,
bạn sẽ không còn già nữa. Bởi vì tuổi tác hiện trên giấy tờ nó chỉ là tuổi về mặt pháp lý. Còn tuổi sinh học, chúng ta sẽ phát triển bằng cách ăn uống, tập thể dục, chế độ, gen di truyền. Thành ra sau một thời gian dài, họ sẽ nhận ra, ôi sao người này mãi mãi không già, giống như bất tử bất lão vậy đó. Bạn cũng vậy thôi. Cái đó là sau này nha. Còn ở thời kỳ hiện tại nè, họ thấy bạn trưởng thành lắm. Bạn, cho dù về ngoài của bạn, cái giao diện của bạn trông có trẻ đi chăng nữa, nhưng mà linh hồn của bạn rất già. Khi mà họ tiếp xúc bạn đủ lâu, bạn cho họ thời gian để họ có thể gần bạn hơn, họ mới nhận ra, cái người này giống như có hai nhân cách vậy đó. Một nhân cách rất là già cỗi, sẵn sàng chiến, sẵn sàng phản biện với những người mà họ không ưa. Nhưng mà có một cái giao diện khác, một cái nhân cách khác, nó rất là hiền lành, vui vẻ, năng động, lạc quan. Nếu không phải nó là trẻ con, bạn rất trân trọng mỗi ngày. Đối với bạn, mỗi ngày là một điều mới, là một cánh cửa mới. Thành ra bạn sẽ không bao giờ biến cho mỗi ngày nó lặp lại. Bạn, ngày thứ nhất là ngày thứ nhất, ngày thứ hai là ngày thứ hai. Không bao giờ có vụ để cho một ngày nó kéo dài từ ngày này sang ngày khác, nó cứ bình. Bạn biết cách tạo cho bản thân mình có những trải nghiệm mới. Trong công việc cũng vậy, trong cuộc sống, mối quan hệ xã hội cũng vậy. Thành ra khi người ta nhìn vào bạn á, họ thấy bạn hạnh phúc và lạc quan lắm. Lần đầu tiên mà họ gặp bạn, chỉ là vô tình lướt qua bạn thôi, họ thấy rằng bạn á, cực kỳ vui vẻ. Bởi vì sao? Những nỗi buồn bạn không bao giờ phơi bày ra ngoài mặt. Cho dù bạn có buồn, bạn có thất bại đi chăng nữa, bạn có những cái nỗi khổ đau đớn như chăng nữa, bạn cũng không bao giờ thể hiện ra mặt. Kiểu giống như là đẹp khoe xấu che. Bạn không phải giống như những người khác thì kiểu, ơi cuộc đời tôi khổ quá, tại sao tôi lại thất bại như thế này, tại sao số của tôi nó khổ như thế này. Không bao giờ bạn nói mấy cái đó. Người ta nhìn bạn, người ta thấy bạn vui lắm. Bạn hiền hòa giống như một dòng nước yên bình vậy đó. Bạn nhìn đây, những cái lá bài nước này. Nước, nước. Lá này cũng có nước nữa. Cũng giống như tâm hồn của bạn, bình lặng và êm ả. Dòng nước nó mang tới cái nguồn cơn mát. Thường á, đến những nơi có nước, mình sẽ đón được những gợn gió. Gió rất là mát và thanh thản. Thì khi họ nhìn bạn, họ cũng cảm nhận được cái hương gió mát thanh thản như vậy. Họ còn ước gì họ là bạn, ước gì có thể cho họ một thời gian để họ có thể tiếp xúc với bạn. Nhưng mà bạn đâu có cần mở rộng mối quan hệ làm cái gì. Đối với bạn, thà ít mà chất lượng còn hơn nhiều mà vô bổ. Ồ, bạn nghe thấy chưa? Gà gáy kìa. Người ta nhìn bạn, người ta chỉ muốn thốt lên rằng, ôi, bạn thật là rực rỡ. Cũng giống như tiếng gà gáy hồi nãy vậy đó. Và hai lá bài này thì sao? Khi mà bạn muốn xây dựng một mối quan hệ với ai đó, bạn không xây dựng mối quan hệ đó dựa trên lợi ích. Đối với bạn, mối quan hệ dựa trên sự đồng điệu về mặt linh hồn là thứ cốt yếu. Thành ra những ai tiếp xúc với bạn chỉ vì lợi ích, ok, bạn vẫn hoan hỷ. Nhưng cái gì cũng sẽ có thời gian có hạn của nó. Cao lắm là 3 ngày, 7 ngày, bạn sẽ chán họ. Hoặc là cao hơn nữa là giữ mối quan hệ xã giao không hơn không kém. Còn nếu mà không muốn nói quỵt tẹt ra ấy, là bạn đếch quan tâm luôn. Bạn không thèm quan tâm những mối quan hệ lợi ích. Đối với bạn, lợi ích chỉ khiến cho chúng ta giả tạo mà thôi. Bạn nhìn lá bài này nè. 10 ly hạnh phúc trọn vẹn. Hạnh phúc trọn vẹn nó sẽ đến từ đâu? Từ nội tâm, chứ không phải đến từ những cái thứ tài sản hay tiền bạc. Nếu ấy, cái lá này là lá 10 xu,
thì nó sẽ là hạnh phúc, là vừa hạnh phúc về gia đình, vừa hạnh phúc về tiền tài. Còn đối với bạn, tiền tài không quan trọng, tiền mất có thể kiếm lại được, nhưng niềm tin đã mất không bao giờ kiếm lại được. Thành ra khi mà người ngoài họ nhìn bạn á, họ dè chừng ghê lắm. Bởi vì bạn không bao giờ dễ dàng tiếp xúc với bất kỳ một ai. Ai bạn cũng giữ mối quan hệ bình thường. Đây, bạn là một người quyền lực và mạnh mẽ, một người kiệm lời nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén giống như chim ưng vậy. Và khi mà họ nhìn bạn, họ muốn lại gần tiếp xúc với bạn, nhưng chợt nhận ra rằng bạn không phải là một con người đơn giản. Bạn biết thế nào là trung thực? Bạn trung thực với chính bản thân bạn, trung thực với cảm xúc của bạn, trung thực với những tham vọng và lợi ích mà bạn mong muốn. Thành ra, khi mà bạn mở cánh cổng của mình ra để cho cuộc sống của mình được hiểu biết nhiều thứ hơn, được khai mở hơn, thì đó chính là lúc bạn sẽ cắt bỏ nhiều mối quan hệ vô bổ. Mỗi lần mà bạn mở cánh cửa tâm hồn của bạn ra là y như là bạn cầm cái chổi bạn quét cái nhà bạn vậy đó. Những mối quan hệ vô bổ, những công việc không phù hợp với bạn, bạn sẽ cắt đứt hết. Bạn rất thích khám phá thế giới. Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc để bạn làm điều đó. Bạn cảm thấy tiếc nuối chứ? Bạn nói trời ơi, thời gian của tôi, thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi, tại sao tôi lại phải gồng mình để làm những cái công việc mà tôi không mong muốn? Bạn biết không? Đối với những ai ở tụ bài số 1 đang làm công việc, cái công việc mà bạn đang làm ấy không phải là đam mê của bạn. Bạn chỉ làm việc vì lợi ích và vật chất. Có nghĩa là cái công việc đó giúp cho bạn có một nguồn thu nhập cao, giúp cho bạn trang trải các chi phí của cuộc sống. Nhưng mà thật sự, nếu nói rằng công việc này có phải là đam mê của bạn hay không, thì xin thưa, không phải. Cái điều này nè, người ngoài họ cũng đã nhìn ra rồi chứ không phải là bạn nhìn ra đâu. Họ biết rằng cái công việc mà bạn đang làm ấy không phải là đích đến cuối cùng của bạn. Tại vì sau cùng, đích đến cuối cùng của bạn chính là trải nghiệm và sáng tạo. Từ từ, đường nào bạn cũng bỏ cái công việc bạn đang làm thôi. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc. Bởi vì sao? Bởi vì bạn đang cần một nguồn vốn. Và một khi bạn đã tích đủ cái nguồn vốn đó xong, đảm bảo luôn, những người ở tụ bài số 1 sẽ rời bỏ công việc đó ngay lập tức và thực hiện nguồn đam mê của mình. Chắc chắn rằng nguồn đam mê đó sẽ khiến cho bạn tỏa sáng, rực rỡ và phát triển, còn khiến cho bạn hạnh phúc nữa. Hạnh phúc trọn vẹn kể cả bên trong lẫn bên ngoài. Quá tuyệt vời, những người ở tụ bài số 1. Vì thế mà lần đầu gặp mặt, họ nhìn bạn á, họ thấy rằng bạn hiền lại không hiền, bạn dễ dãi mà lại không dễ dãi. Nội tâm của bạn tươi trẻ nhưng bề ngoài thì lại lạnh lùng. Rất khó để nói chuyện với bạn và cũng rất khó để phá bạn. Những ai mà muốn tìm cách phá hoại hay là tìm cách xen vào cuộc sống của bạn, dễ gì mà họ vào được, trừ khi bạn cho phép. Trời, mà chắc không có đâu. Đó là tất cả những gì mà mình muốn nói với bạn. Để xem thử. Đây, hai giống tâm hồn. Mình sẽ lật một trang bất kỳ trong này và đọc một cái phần nội dung trong đó, để xem thử người ngoài khi họ nhìn bạn thì họ sẽ thốt ra cái gì ha. Wow. Mặc dù cố nói cứng cỏi như vậy, nhưng tim tôi lại thắt lại từng hồi. Thấy ghê không? Bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại gợn trào ngọn sóng. Tiếp nè. Đây. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, nhưng điều đó cũng quá sức chịu đựng của chúng tôi. Thế nhưng tôi chấp nhận sự thật một cách bình thản, đúng như phong cách của một chiến binh. Đây, chiến binh. Này là nữ hoàng luôn chứ phải chiến binh nữa rồi. Cũng giống như bạn thôi. Bề ngoài lạnh lùng
nhưng bên trong thì nóng bỏng. Những tổn thương mà bạn nhận phải, bạn sẽ chấp nhận chúng và biến chúng trở thành kinh nghiệm của bản thân, khiến bản thân mình mạnh mẽ hơn như một chiến binh. Đó là tất cả những gì mà mình đúc kết lại dành cho các bạn từ bài số 1. Hy vọng rằng trải bài lần này sẽ khiến cho bạn vui. Và hẹn gặp lại bạn ở những trải bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Và bây giờ, bye bye các bạn nhé. Xin chào các bạn, những người đã lựa chọn tụ bài số 2, lá bài này. Và ở trải bài lần này, trải bài cho câu hỏi: lần đầu gặp mặt họ nghĩ bạn là người như thế nào? Mình sẽ sử dụng hai bộ bài, một bộ bài tượng trưng cho nội tâm của bạn và một bộ bài tượng trưng cho bề ngoài của bạn, để xem thử lần đầu gặp mặt họ nghĩ gì về bạn, họ nghĩ bạn là người như thế nào. Kết nối năng lượng với các bạn từ bài số 2. Bài số 2. Đối với các bạn ở tụ bài số 2, những người đã lựa chọn lá bài này, lần đầu tiên gặp mặt, họ nghĩ bạn là người như thế nào? Những người mà lần đầu tiên gặp mặt thì đa số là người lạ, không quen biết bạn. Thành ra cách nhìn của họ dành cho bạn là cách nhìn chủ quan, mang tính phán xét. Thì đây, lần đầu tiên gặp bạn, người ở tụ bài số 2, thì họ thấy rằng bạn rất trẻ con. Tính cách của bạn vui vẻ, hào sảng, nhí nha nhí nhố giống như một đứa con nít vậy. Bạn không che giấu cảm xúc của mình. Bạn vui thì bạn vui, bạn cười thì bạn cười, bạn khóc thì bạn khóc. Thành ra khi mọi người nhìn bạn, họ thấy cảm xúc của bạn giống như là một cơn sóng gào, cuộn trào, lúc thì êm ả, lúc thì ầm ầm ầm. Nhưng mà thật sự, nó có phải là nội tâm của bạn hay không? Chắc chắn là không. Bây giờ mình sẽ nói tiếp nha. Đó là cái giao diện bề ngoài mà họ nhìn bạn nha. Một người mang tính cách trẻ con, nhí nha nhí nhố, cảm xúc lúc ổn định, lúc không ổn định, tư duy cá biệt. Bạn là một người rất thông minh. Những người ở tụ bài số 2 cực kỳ thông minh. Chắc hẳn ở trong lớp bạn là người hay có những suy nghĩ táo bạo. Bạn có tư duy phản biện nữa. Chẳng hạn người ta nói vấn đề A cộng vấn đề B nó sẽ ra vấn đề C. Nhưng mà bạn kêu chắc gì nó ra vấn đề C. Có khả năng vấn đề A cộng vấn đề B trong quá trình môi trường thay đổi nó sẽ có tác nhân B phẩy rồi A phẩy. Nó sẽ tạo ra một tác nhân nữa, rồi từ cái tác nhân đó cộng dồn tất cả mọi thứ nó sẽ ra kết quả là D chứ không phải là C. Đó. Thành ra khi mà mọi người nhìn bạn họ thấy, trời ơi, cái người này cá biệt quá, lúc nắng lúc mưa, tính tình thì thất thường, tư duy thì cũng cá biệt. Thành ra chẳng biết đường nào mà lần. Nhưng mà thật sự nội tâm của bạn có phải là như vậy hay không? Thì đây, nội tâm của bạn nè. Bề ngoài bạn nhí nha nhí nhố, thực chất chỉ là cái vỏ bọc để che đậy một con người quá điềm tĩnh. Cho dù bạn treo nụ cười trên môi đi chăng nữa, nhưng ánh mắt của bạn vẫn luôn luôn quan sát tất cả mọi thứ. Bạn dễ dàng tìm được cái khía cạnh u tối nhất của một ai đó, những góc khuất mà người đó không muốn cho những người khác biết. Bạn đọc vị tâm lý cực kỳ giỏi. Bạn dễ dàng vạch trần những cái đen, những cái gì mà người ta gọi là gì? Con người có hai phần, phần con và phần người.
Người ngoài có thể nhìn thấy phần người của người khác, nhưng bạn có thể thấy được phần con của người khác. Thành ra, một khi mà bạn dập tắt nụ cười, bạn hạ giọng trầm xuống một cái thôi, ai cũng phải khiếp sợ. Bạn biết bản thân mình cần gì và nên làm gì cho đúng. Bạn biết cách chiến thắng mà không cần phải tốn quá nhiều sức lực. Bạn giống như một con hổ. Bạn nhìn nha, bề ngoài của bạn nè, người, 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 nụ cười, nụ cười, nụ cười. Kể cả thằng bé này treo ngược xuống dưới, gương mặt nó cũng là nụ cười. Tuy nhiên, khi mà vào nội tâm của bạn, bạn đã không còn là con người nữa rồi. Rồng, báo, hổ, kinh không, toàn là những thứ dữ thôi. Trong khu rừng, hổ với báo đã là thuộc hạng cấp cao rồi. Còn đây là tới rồng luôn. Rồng là một loài không có thật, phải gọi là huyền học. Nhưng ấy, sức mạnh của nó không ai có thể làm được, không ai có thể đọ lại được nó. Một cái khét gào lửa của nó thôi là có thể thiêu rụi nguyên cả một cái tòa lâu đài này rồi. Bạn cũng vậy. Bạn cười 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 cho vui vậy thôi, chứ một khi bạn trầm giọng xuống nha là có chuyện đó. Đó, những người ngoài họ nhìn bạn là họ sẽ phán ngay cái câu này: con bé này nhìn bên ngoài cười cười vậy thôi, chứ một khi mà có chuyện đụng chuyện nó cái đi rồi biết thế nào là lễ hội. Thì bạn cũng vậy thôi. Đây, bạn khi vào công việc cực kỳ nghiêm túc, những ai đụng bạn chứ gì, bạn có thể tha thứ. Tại vì sao? Chuyện nhỏ, nhưng một khi đã đụng đến lợi ích của bạn, những cái cốt yếu ảnh hưởng đến tương lai của bạn, chắc chắn bạn sẽ không để qua. Bạn chưa nhào vào xé xác nó là may rồi. Những người tù bài số 2 đâu có hiền. Các bạn chỉ hiền vào những lúc các bạn cần hiền thôi. Còn những lúc mà các bạn hết hiền á nha, hơi mệt á. Chưa kể, bởi vì bạn có cái giao diện mâu thuẫn như thế này, bề ngoài vui vẻ nhưng bên trong hổ báo, thành ra ấy, bạn rất dễ thu hút những con người ghét bạn. Kể cả trong lĩnh vực công việc lẫn tình cảm hay là những mối quan hệ, rất nhiều người ghét bạn. Bởi vì sao? Họ muốn họ giống bạn. Bạn là một con người tự tin, bạn có bản lĩnh, bạn biết thay đổi bản thân, thay đổi phong cách sao cho phù hợp với môi trường sống. Vì vậy, khi mà bạn đến một nơi nào đó, bạn sẽ tỏa sáng ở cái nơi đó. Bạn cực kỳ đặc biệt. Mấy người tụi bà số 2 đặc biệt quá. Bạn nhìn này, hai phần lá bài màu sắc nó đối biệt nhau không? Nó đối lập hoàn toàn luôn. Một bên là màu tươi, rất là tươi. Một bên thì màu âm u. Nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó chính là chủ thể rất nổi bật. Nhìn nè, chủ thể nè, chủ thể rất là nổi bật. Vì sao? Bởi vì bạn cũng nổi bật y hệt như vậy. Trong cái môi trường sống của bạn, bạn đi đến đâu là bạn sẽ nổi bật ở đó. Mặc dù bạn có cố gắng để cho bản thân mình chìm xuống, hòa mình vào trong dòng người, nhưng mà chỉ cần bước vào trong một cái nơi nào đó thôi, bạn sẽ là trung tâm của sự chú ý. Với trí tuệ thông minh của bạn, với ánh mắt sắc bén của bạn, cộng thêm nụ cười trên môi, bạn giống như là một cô bé Lolita với một con dao trên tay vậy đó. Nhìn cô bé nó vô hại vậy thôi, chứ xách cái dao là đi chém người được nha mọi người. Kinh quá mấy người tụi bà số 2. Và đây, lá bài biểu thị suy nghĩ của họ nè. Tôi hy vọng rằng bạn có thể tha thứ cho tôi. Tại sao vậy? Bởi vì sao? Bởi vì các bạn, những người tụi bài số 2 nè, thù dai kinh khủng nha. Đừng có nói với mình là tôi đâu có thù dai đâu, tôi là một con người rộng lượng mà. Làm gì có mấy ba. Nhìn vô lấy lại mấy là bài là biết nè. Mấy con thú này nha, nó đã ghim đứa nào đó, là nó ghim đến khi nào mà nó săn được con thú đó là thôi. Thì bạn cũng y hệt như vậy á. Đừng bao giờ đắc tội bạn. Tha thứ hay không? Có chứ. Gặp lại hay không? Có thể tạm. Nhưng chơi lại hay không? Không bao giờ chơi lại với người đó. Ai mà đắc tội bạn á nha, bạn cho vô số đen luôn. Sau này mà có cơ hội kinh doanh á, bạn sẽ né người đó ra ngay lập tức. Bạn trung thực, cho nên bạn ghét những thứ giả tạo.
những cái con bé hay là những cái thằng nào mà nó giả tạo bạn, nó chơi với bạn hả, bạn ghét lắm. Ở ngoài mặt bạn cứ cười 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 ơ chào bạn, chào bạn, rất vui được gặp bạn, nhưng trong lòng á hả, cái con này giả tạo phát ghê, thấy mà ngứa. Đó, đây là những gì mà bạn đang nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt bạn cứ cười cười vậy thôi. Thành ra người ta đâu có biết đường nào mà lần đâu. Còn những ai mà đắc tội với bạn nha, xin lỗi, chắc đầu thai kiếp sau á, chắc gì bạn đã tha chưa. Trời ơi, mấy người tụi bài số 2 quá trời quá đất rồi. Đây, để mình hai chấm tâm hồn, mình sẽ lật một cái trang bất kỳ trong này và mình đọc nội dung trong này để xem thử là người ta nghĩ gì nhé. Rồi. Người sưu tập chai lọ bằng thủy tinh thường lôi kéo mọi người đến xem và mua hàng bằng cách dùng que gõ vào lọ thủy tinh, tạo ra những âm thanh vui tai. Còn có những người chuyên thu gom son nồi, tem thư và sách cũ, những người sưu tập mũ nón, vé xem phim, vé xem bóng đá và truyện tranh. Tất cả họ đều có một cách riêng nào đó để thu hút mọi người quan tâm đến bộ sưu tập của mình. Cũng giống như bạn, bạn biết cách để khiến bản thân mình tỏa sáng, bạn biết cách để che giấu bản thân mình. Những người tụ bài số 2 quá đặc biệt. Thôi, chắc mình không còn gì để nói với các bạn nữa đâu. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn tụ 2 ở những trải bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Và đừng quên, những ai chưa đăng ký thì nhấn nút đăng ký nhé. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở những trải bài khác trong tương lai. Và bây giờ, tạm biệt các bạn. Hi, xin chào các bạn, người đã lựa chọn tụ bài số 3. Bây giờ mình sẽ tiến hành lật lá bài này để xem thử lần đầu gặp mặt họ nghĩ bạn là người như thế nào. Sẽ để lá bài ở đây. Với trải bài lần này, mình sẽ sử dụng hai tụ bài để thể hiện rằng họ nghĩ gì về bạn ở bên ngoài và thực chất nội tâm của bạn là người như thế nào. Kết nối với các bạn ở tụ bài số 3. Lần đầu gặp mặt họ nghĩ bạn là người như thế nào? Wow. Các bạn thấy gì chưa? Một con người cực kỳ thành công, biết cách tận hưởng cuộc sống, kinh thiệt. Tại sao ta? Đối với những người ở tụ bài số 3, lần đầu gặp mặt họ nghĩ gì về bạn? Thì đây, như các bạn đang nhìn trên màn hình, phía trên sẽ là bề ngoài của bạn và phía dưới sẽ là nội tâm của bạn. Chưa chi mà mình nhìn thấy rằng là từ từ để mình cười chút xíu. Một cười quá. Bạn là một người rất thành công. Bạn nhìn đi, bạn đạt được những gì mà bạn cần. Bạn là một con người điềm tĩnh và mạnh mẽ. Bạn là một con người thành công kể cả gia đình, vật chất, tiền bạc, cảm xúc, mối quan hệ. Đó là những gì mà người ngoài họ nhìn vào bạn. Trời ơi, ghê thiệt. Những người số 3 biết không? Cái lúc mà mình xào bài á, xào bài cho các bạn ở tụ bài số 1 nè, xào bài rất lâu. Xà bài ở các bạn ở tụ bài số 2, bài không tự động nhảy ra như vậy đâu. Còn khi xà bài cho các bạn á, cái phần phía trên á là nó tự động rớt ra luôn. Thể hiện cái gì?
là khi họ nhìn vào bạn, đập vào mắt họ chính là sự thành công. Bạn biết cách tận hưởng cuộc sống. Bạn tham gia những cuộc vui để khiến cho bản thân thư giãn. Tự thưởng cho mình những chuyến đi, tự thưởng cho mình những món đồ mà mình yêu thích. Về cảm xúc, bạn là một con người không dễ thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài. Tuy nhiên, những cảm xúc mà bạn thể hiện ra không bao giờ là những cảm xúc tiêu cực. Bạn biết cách che giấu phần nội tâm thật sự của mình. Bạn biết cách phơi bày những ưu điểm, những cái sự lạc quan và vui vẻ. Cho nên khi người ta nhìn bạn á, họ chỉ thấy rằng bạn là một con người trọn vẹn, giống như là một quả banh tròn vậy đó, không có một khuyết điểm nào cả, tròn trịa, đầy đặn. Đây, kể cả về khía cạnh gia đình nữa nè. Ví dụ như là những người ở tù bà số 1 đi, họ 10 xu, có nghĩa là họ đặt vấn đề hạnh phúc là trên hết. Còn đối với bạn, cái thứ mà bạn muốn hướng đến chính là sự thành công và sự trọn vẹn, kể cả mặt gia đình lẫn mặt tiền bạc. Sự nghiệp trọn vẹn, gia đình trọn vẹn, hạnh phúc trọn vẹn, đây chính là những thứ mà bạn mong muốn. Bạn là người cực kỳ tham vọng. Những người tụ bài số 3 rất là tham vọng. Không phải là tham vọng một cách hão huyền. Bạn là người có ý chí, bạn biết bản thân mình cần gì và muốn gì. Thành ra khi mà bạn đã nói ra cái câu đó, chẳng hạn như là bạn gặp một ai đó bạn kêu rằng: "Tôi có dự định mở một quán cà phê phong cách như vậy, như vậy, như vậy." Không phải là bạn đang vẽ, mà là bạn đang kể lại chính bản thân bạn ở tương lai. Bạn là người như vậy, và tương lai chắc chắn bạn sẽ là người như vậy. Còn cái việc mà bạn chia sẻ cho người ta nghe chỉ là bạn muốn xem thử góc nhìn của người ta về cái kế hoạch của bạn là như thế nào. Bạn đâu có quan tâm người ta nói cái gì. Có người người ta kêu: "Cái kế hoạch này không có được đâu. Đừng có mở quán cà phê, nó không có ổn đâu. Bây giờ quán nào người ta cũng mở hết rồi. Bây giờ cạnh tranh cũng không có được. Tiền mặt bằng mắc lắm." Thì người ta bàn la bàn vào. Đối với bạn, không quan tâm. Tôi nói ra không phải là để tôi xin ý kiến của bạn, mà là để tôi thông báo cho bạn rằng tương lai tôi sẽ trở thành người như vậy. Những người tụ bài số 3 cực kỳ mạnh mẽ. Đó là những gì mà người ngoài khi lần đầu gặp bạn họ nghĩ. Vậy thực chất nội tâm của bạn là người như thế nào? Nội tâm của bạn cũng y chang vậy luôn. Những người tụ bài số 3 là những người, đúng là mình phải dùng từ nào ta, các bạn lạ quá. Ví dụ nha, nếu như những người ở tụ bài số 2 đi, họ bề ngoài nó là một đằng, nội tâm nó là một nẻo, giống như là khác biệt. Tụ bài số 1 thì kiểu như là đa nhân cách, thì tụ bài số 3 là những người đúng kiểu là ở ngoài như thế nào lại bên trong y xì vậy luôn, không khác một miếng nào luôn á. Người ta nghĩ bạn như vậy đúng không, thì thường nội tâm bạn cũng như vậy mà, thật mà người ta nhìn đúng rồi đó, bạn có sự khen ngợi đấy. Người tụ bài số 3 đây, nội tâm của bạn ha, bạn là một con người thường xuyên động lực, phải dùng từ gì ta, tự nhiên đến trả bài cho các bạn tụi ba mình rối ghê á. Các bạn cái nguồn năng lượng nó nóng bỏng, nó mạnh mẽ quá, thành ra mình bị rối. Về nội tâm của các bạn ở tụi bài số 3 ấy, bạn là một con người sẵn sàng hành động, bạn không phải là một người dậm chân tại chỗ. Phía trước không có đường chứ gì, bạn dùng tay không, bạn đào đường luôn, bạn không sợ. Kẻ địch trước mặt chứ gì, bạn cầm kiếm bạn xiên luôn, không sợ. Cuộc sống tươi đẹp chứ gì, bạn ngồi đó hưởng thụ, chẳng cần vội vàng. Những ai tổn thương bạn chứ gì, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Thành ra ấy, bạn phải dùng ông hoàng, bà hoàng. Bạn là những ông hoàng, bà hoàng, những chiến binh thực thụ, những con người biết trải nghiệm, biết sống hết mình. Bạn rất yêu bản thân. Bạn không ngại loại bỏ tất cả chướng ngại vật, những thứ ngáng đường mình, để cho mình có thể tiến đến cái nơi đó nhanh hơn. Đây, bạn nhìn nè, nội tâm của bạn nè, kiếm nè, kiếm nè, kiếm nè, kiếm nè. Có nghĩa là sao? Bạn là một con người theo trường phái hành động, bạn không có thích nói nhiều. Bạn nói một là một, hai là hai, bạn nói đi phía trước là đi phía trước, lùi ra sau là lùi ra sau. Bạn không phải là cái kiểu người nói suông hứa lèo.
Thành ra lời nói của bạn cực kỳ có uy tín. Bạn đã hứa với người ta làm cái gì là chắc chắn bạn phải làm được. Cho dù á ha, bạn kêu rủ người ta đi chơi chứ gì, tối hôm đó bạn bị gãy chân ha, ngày mai bạn vẫn dẫn người ta đi chơi. Bạn ngồi xe lăn bạn cũng sẽ dẫn người ta đi chơi. Uy tín kinh khủng luôn. Những người tụi bà số 3 rất uy tín. Đây. Thành ra khi mà họ những cái người lạ họ gặp bạn á, họ bị thu hút bởi cái nguồn năng lượng của bạn, họ muốn nối bước theo bạn. Thành ra họ cũng biết rằng bạn là một con người quá tỏa sáng. Cho nên đây, tôi không biết là cuộc đời tôi sẽ khó khăn như thế nào nếu mà để bạn rời đi. Đó là mình dịch theo kiểu mỉu mỉu á nha. Thành ra khi mà họ đã lỡ tiếp xúc với bạn rồi á, họ rất tiếc nuối cái vần hào quang mà bạn tỏa ra. Bạn đi nhanh quá, họ đi không có kịp. Mà nếu mà họ cứ níu kéo theo bạn á, thì họ sẽ làm chậm bước đi của bạn. Thành ra ấy, giữ á, thì nóng, mà thả ấy, thì tiếc. Đó là tâm trạng của những người khi lần đầu gặp bạn. Nếu có cơ hội, họ muốn sánh bước cùng với bạn. Họ muốn tận mắt nhìn thấy bạn tỏa sáng, tận mắt nhìn thấy bạn trưởng thành và hưởng ké cái nguồn hào quang của bạn. Họ biết rằng bạn sẽ sẵn sàng giúp đỡ họ, nhưng cái gì cũng phải có lý do của nó. Bạn không phải là một con người nhân hậu, một vị thần tiên cứu thế mà sẵn sàng đưa tay ra cứu vớt một ai đó. Đâu, bạn đâu phải là người như vậy. Bạn là theo kiểu ai xứng đáng được cái đó thì sẽ được cái đó, ai không xứng đáng thì không xứng đáng, có làm mới có ăn, không phải ngồi hưởng mát sớ bắt vàng. Bạn là người như vậy. Thành ra khi mà người lạ mà họ nhìn bạn á, họ vừa kính bạn, họ vừa sợ bạn, họ vừa yêu mến bạn, họ vừa đố kỵ bạn. Mấy người tụi bạn số 3, đối thủ của bạn hả? Chỉ có những người xứng tầm với bạn thôi. Cho nên á, chặng đường đi của bạn nó sẽ khó khăn hơn người khác. Nhưng một khi đã bước qua giông tố, bạn sẽ là ông hoàng bà hoàng. Bạn sẽ là người tỏa sáng nhất. Nếu mà làm trong một cái lĩnh vực nào đó, bạn sẽ là người dẫn đầu trong cái lĩnh vực đó. Nếu bạn kinh doanh về cái quán cà phê hay là kinh doanh về một cái mảng nào đó đúng không? Bạn sẽ là người thành công nhất. Mình rất mong chờ được đón nhận ánh hào quang của các bạn tụi bạn số 3. Xin vía, xin vía, xin vía. Trời ơi, xin vía các bạn tụi bạn số 3. Thành công lắm các bạn. Các bạn là những con người rất giỏi, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Bạn cầm bút viết chữ được thì bạn cũng có thể cầm cuốc xúc đất được. Bạn có thể chinh chiến thương trường được thì bạn vẫn có thể ở nhà quản thúc gia đình được. Bạn tài giỏi lắm. Tuy nhiên, bạn biết khi nào mình cần tỏa sáng, khi nào mình không cần tỏa sáng. Bạn biết cách đặt bản thân mình đúng vị trí, đúng nơi, đúng chỗ. Thành ra tương lai á hả? Nếu các bạn hỏi mình tương lai các bạn có giàu hay không ha, thì mình xin khẳng định là giàu. Giàu tiền bạc, giàu cả tình cảm. Còn các bạn hỏi mình là tương lai các bạn vẫn tỏa sáng như vậy hay không, thì xin thưa, tỏa sáng nha. Rực rỡ là đằng khác. Miễn sao các bạn đừng đánh mất cái tôi của chính bản thân mình là được. Đây, bạn nhìn lá này nè. Đừng đánh mất chính bản thân mình. Bạn hãy yêu thương bạn nhất. Ví dụ, khi bạn yêu một ai đó, bạn trong một cái mối quan hệ với ai đó và bạn trao rất nhiều tình cảm của mình cho họ đến mức bạn quên đi chính bản thân mình. Đó chính là sự thất bại. Thất bại lớn đó bạn. Và một khi bạn đã thất bại cái này rồi á, tương lai của bạn mờ mịt lắm. Bạn nhìn đây. Lá này là lá ẩn chín. Lá này biểu thị cho chính bản thân bạn, cái mà bạn cần giữ, đó chính là cái tôi của bạn. Đó chính là cái niềm yêu mê bản thân mình. Nhớ kỹ những lời mình dặn. Cho dù bạn rơi vào bất kỳ tình huống nào, bạn vẫn phải ưu tiên bản thân mình lên hàng đầu. Tuyệt đối đừng vì thương xót người khác, đừng vì quá yêu một ai đó mà khiến cho bản thân mình đánh mất. Đừng đánh mất bản thân mình. Nhớ kỹ nha. Rồi, để mình lấy cuốn vở này. Hạt giống tâm hồn, mình sẽ lật một trang bất kỳ trong này và cái câu nói đó sẽ thể hiện rằng là người ta nghĩ gì đến bạn ha.
cho mình tìm coi. Wow, thật đẹp. Mẹ hãy dũng cảm lên. Cả nhà mình sẽ cùng bên bố, sẽ giúp bố vượt qua. Bạn là một người dũng cảm. Cho dù khó khăn đến mấy, bạn vẫn không chùn bước. Xem coi. Tìm một trang nữa. Wow. Mẹ mỉm cười, nhìn vào mắt mẹ, tôi thấy ánh lên cái nhìn ấm áp và đầy tình thương. Tôi bắt đầu lên kế hoạch cho những dự định tương lai. Đã đến lúc phải thực sự bắt đầu một cuộc sống mới. Tôi tự hào về bản thân mình và tôi có thể chứng minh rằng chúng ta có thể làm tốt hơn những điều mà cuộc sống đã ban tặng. Ghê chưa? Tôi muốn mẹ biết rằng, thời gian qua, tôi đã nhận ra còn rất nhiều người bất hạnh hơn tôi. Tôi muốn giúp mọi người có những suy nghĩ tích cực hơn cho cuộc sống của họ. Wow! Tính ra những cái lời nói mà mình đọc đây á, toàn là những lời nói tích cực thôi, toàn là truyền động lực cho người khác không à. Thì bạn cũng vậy, bạn truyền động lực cho người khác. Họ cũng muốn được giống như bạn, tỏa sáng như bạn, rực rỡ như bạn. Và bạn cũng sẽ mãi là một con người tỏa sáng như vậy. Mong chờ được gặp những người tụ bài số 3 quá. Thôi, chắc mình nên kết thúc trải bài ở đây ha. Nếu như các bạn muốn mình trải bài thông điệp gì á, thì cứ nhắn ở phần bình luận, mình sẽ xem. Và chắc chắn những bình luận của bạn mình sẽ đọc rồi. À, chắc bây giờ chúng ta sẽ không còn gì để nói chuyện với nhau nữa đâu. Vậy thì hẹn gặp lại các bạn tụ bài số 3 ở những trải bài khác của mình trên kênh Tarot Xuân Thúy. Và đừng quên, nếu bạn chưa đăng ký mình thì nhấn nút đăng ký nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau ở tương lai. Và bây giờ, thân ái và chào tạm biệt các bạn.